Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát cùng mười phương chư Phật Bồ Tát. Con đệ tử Nguyên Ngọc hôm nay xin đọc thủ cúng dường phẩm thứ 3, kinh Địa Tạng phẩm thứ 3, nói rõ nghiệp trên chúng sinh. Bây giờ thánh mẫu là bà Ma Gia chắp tay kính bạch Địa Tạng Bồ Tát, xin thưa thánh giả, chúng sinh ở cõi Nam Diêm Phù Đề tạo nghiệp khác nhau, cảm thọ quả báo sự ấy thế nào? Ngài Địa Tạng đáp: trong nghìn muôn cõi cho đến các nước, nơi có địa ngục, nơi không địa ngục, nơi có đàn bà, nơi không đàn bà, nơi có Phật pháp, nơi không Phật pháp, cho đến thanh văn cùng bích chi Phật tạo nghiệp khác nhau, cảm thọ quả báo cũng đều khác nhau, chẳng phải chỉ riêng tội báo ở nơi địa ngục khác nhau tới đâu. Ma gia phu nhân bảo là bạch rằng: tôi nay muốn nghe tội báo trong cõi Nam Diêm Phù Đề chưa cảm được ác. Ngài Địa Tạng đáp: thánh mẫu lắng nghe tôi xin lược thuật. Thánh mẫu bạch rằng: xin ngài thánh giả nói cho tôi nghe. Bấy giờ Địa Tạng thưa thánh mẫu rằng: tên những tội báo ở cõi Phù Đề là như thế này, nếu có chúng nào bất hiếu cha mẹ cho đến giết hại thì phải đọa vào địa ngục vô gián, kẻ phản ức kiếp cũng không thể biết bao giờ được ra. Nếu có chúng nào làm Phật chảy máu hủy báng tam bảo xem thường kinh điển cũng phải đọa vào địa ngục vô gián, kẻ phản ức kiếp cũng không thể biết bao giờ được ra. Nếu có chúng nào lấn chiếm của chùa như phạm tăng ni hoặc ở trong chùa tự tình dâm loạn hoặc giết hoặc hại những kẻ như vậy cũng phải đọa vào địa ngục vô gián, kẻ phản ức kiếp cũng không thể biết bao giờ được ra. Nếu có chúng nào giả làm sa môn, lòng phi sa môn, phá của thường trụ, trái phạm giới luật, khinh bỉ lời gạt những người tại gia, gây nhiều tội ác, những hạng như thế cũng phải đọa vào địa ngục vô gián, kẻ phản ức kiếp cũng không thể biết bao giờ được ra. Nếu có chúng nào ăn trộm, ăn cắp của cả nhà chùa, tiền tài tóc gạo đồ ăn thức uống quần áo cho đến bất cứ thứ gì không cho tự lấy cũng phải đọa vào địa ngục vô gián, kẻ phản ức kiếp cũng không thể biết bao giờ được ra. Ngài Địa Tạng lại thưa thánh mẫu rằng: kính bạch thánh mẫu, nếu có chúng sinh gây tội như thế ắt phải đọa vào ngục năm vô gián, cầu tạm ngừng nghỉ giây phút không được. Thánh mẫu lại hỏi Địa Tạng Bồ Tát: vì sao gọi là địa ngục vô gián? Ngài Địa Tạng đáp: có bao địa ngục trong núi Thiết Phi, những địa ngục lớn có 18 cửa, kể đó lại có 500 ngục nữa tên gọi khác nhau, kể đó lại có hàng nghìn ngục nữa tên gọi khác nhau. Những địa ngục ấy thành toàn bằng sắt, cao một muôn dặm, chu vi ức dặm, lửa cháy trên thành không chỗ nào hở. Trong thành các ngục đều nối liền nhau, tên đều khác nhau, chỉ có một ngục gọi là vô gián, ngục lấy chu vi kể có ức dặm tường, cao nghìn dặm, toàn bằng sắt cả, lửa cháy trên dưới hừng hực bốc ra. Ở trên tường ngục chó sắt rắn đồng phun lửa đuổi nhau khắp nơi ngục ấy. Trong ngục này có cái giường biến điện rộng hàng muôn dặm, một người có tội nằm thấy chật giường, vạn người có tội nằm cũng thấy chật giường, là do tội nghiệp cảm giác như thế. Đã những tội nhân chịu mọi sự khổ trong nghìn dạ xoa cùng ngũ quỷ ác, răng nhọn như gươm, mắt lóe như chớp, móng tay tựa đồng, móc ruột sâu xé, lại có dạ xoa cầm chĩa sắt lớn hoặc đâm vào mình, vào mồm, vào mũi, vào bụng, vào lưng, tung lên trên không đưa chĩa hướng lấy, lại ném xuống giường rồi đem tiếp. Còn có chim sắt mổ mắt tội nhân, lại có loài chăn quấn đầu kẻ tội, cặp kìm kéo lưỡi và nước đồng sôi đổi tuân vào miệng, sắt nóng quấn thân hàng nghìn vạn lần chết đi sống lại, căn nghiệp ở ấy chẳng muốn ức kiếp cũng không thể biết bao giờ được ra. Dù cho đến khi thế giới này hoại chuyển thế giới khác, khi thế giới ấy lại hoại lại chuyển sang thế giới khác, khi thế giới ấy lại hoại thêm nữa thì cứ lần lượt mà chuyển tiếp đi, cho đến sau khi thế giới cũ thành lại phải quay về chịu quả báo tiếp. Lại địa ngục đó có năm nghiệp cảm nên mới gọi là năm vô gián tội. Những gì là năm? Một là ngày đêm chịu tội bằng kiếp không hề gián đoạn nên gọi vô gián. Hai là một kẻ nằm cũng trật ngục, nhiều cũng trật ngục nên gọi vô gián. Ba là khí cụ để hành tội như gươm, đao, xào, gậy, cưa, đục, giáo, mác, cối dã, cối xay, chày đồng, lưới sắt, chim chọc, rắn rết, voi xéo, ngựa dài, những thứ vật này cố nhai băm chặt, đòi ăn gì sát cắt, uống nước đồng, khổ cực chất chồng, tháng năm liên tiếp, tháng năm liên tiếp kể vô số kiếp không ngơi ngất dừng nên gọi vô gián. Bốn là bất luận đàn ông đàn bà già trẻ mọi rợ giàu sang hèn hạ trời rồng quỷ thần đã gây ra tội tất phải theo nghiệp và chịu quả báo nên gọi vô gián. Năm là nếu phải đọa vào ngục ấy từ khi mới vào đến trăm nghìn kiếp trong một ngày đêm biết đi sống lại hàng nghìn vạn lần cầu xin tạm ngơi một giây không được trừ khi sạch nghiệp mới được đầu thai vì khổ liên miên nên gọi vô gián. Ngài Địa Tạng lại thưa thánh mẫu rằng: địa ngục vô gián tôi mới chỉ nói lược qua như thế, nếu nói rộng ra tên những khí cụ để hành tội nhân cùng sự thống khổ, dẫu nói một kiếp cũng không hết được. Ma Gia phu nhân nghe rồi ảo não chắp tay cung kính lễ Phật mà lui. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Bồ Tát. Ha ha ha, Bồ Tát Mô Đi So Ha.